vì tiền heo chợ kỹ. Thân ngũ uẩn này cũng như ảo ảnh giàu hư ảnh, đi được lúc lâu thân nhấp nháp, đến bờ sông thì heo ấy sữa xông lên bờ, dòng nước mạnh nổi bọt trắng xóa, bọt nước nổi biển mà quán thân ngũ uẩn này cũng bợ như bọt nước vậy. Bây giờ Đức Phật tự trong hương thất chùa Chaitavana ở Savatthi, trước quán thân như ảo ảnh, quán thân như nước, ngài thị thần tâm đến trước mặt vị tỳ kheo và thuyết lên bài kệ: Venupamang Kayamimang Vidittva, biết thân như bọt nước, vân vân, để sách tấn vị tỳ kheo ấy. Đức Thế Tôn nói dứt bài kệ thì vị tỳ ảo ảnh ấy cũng đạo quả a la hán với bốn tuệ đặc thông, vì ấy đảnh lễ kim Phật rồi ra đi. Chánh văn: Venupamang Kayamimang Vidittva Marichitthammang Apisambuddhano Chet Chetuana Marasa Pabupsakani Adasanang Sakgache. Thích văn: Venupamang, đối các số âm tính, cứ tính từ hợp thể Venu do từ Venat cộng mắt, nghĩa là tở như bọt nước. Ca giám mi măng hợp âm chăng và im măng, đối các số ít của danh từ nghĩa là thân tính của chỉ thị đại từ ý mã quý đi tòa, bất biến quá khứ phần của động từ huynh đã tiết do từ quý đã cộng tòa. Sau khi hiểu nhận thức Mari chi tham ích của hợp thể danh chi tham á do từ Mari chi cộng tham á, nghĩa tánh nguyện hư, tính chất ảo ảnh. Abhisambuddhano, hình thức giản lược của Abhisambuddhamano, Abhidhammano, tại phân từ của động từ Abhisambuddhati do từ hi cộng sam cộng cộng mana là nghĩa là nam tính. Khi ngộ ra, khi hiểu ra, chê tòa đó cũng là chê biến hóa của động chinh đá tí cộng tòa và nó nghĩa là sau khi đi ngắt mắt sắc sở thuộc các số ít của danh từ nam tính mà đó nghĩa là của ác ma. Phát cà ní đối các số nhiều của danh từ trung tính ở bức phát cát do từ bắt động cát, nghĩa là những chồi hoa, những nụ hoa, những mũi tên hoa. Adasa năng đối các số của danh từ trung tính Adasa nghĩa là khỏi tầm nhìn, sự không thấy. Machura chasa của hợp thể danh từ nam tính Machura chắc do từ Machu cộng ra chắc, nghĩa là của thần chết, của tử thần. Cách chữ hề khả năng cách ngôi thứ ba số ít của động từ cách chát tiết, nghĩa là phải đi, nên đi, nên đi khỏi tầm nhìn, nên vượt qua tầm mắt. Việt văn cũng bốc pháp cứu 46: ngộ thân như ảo ảnh nhắm mắt. Chuyển văn: Imang kai venupamang viditva marichitthammang abhisambuddha marasa babuppakkhani cetvana
bất chu ra chất sắc ra sắc năng các vị được thân này như bọt nước, hiểu được tính chất quyển hư thì nên ngắt bỏ những trồi qua ác ma và vượt khỏi tầm mắt thần chết. Lý giải: thân này tính chất quyển hư ảo ảnh, mỏng manh, dễ tan rã, ví như bọt nước hình thành rồi biến hoại. Khi biết vậy, ngộ ra vậy thì nên gọi là những trồi qua của ma, Marasa, Babuffa, là nói sự luân hồi của ba cõi, dục giới, vô sắc giới, tê phu, sự luân hồi ấy do phiền não luân hồi ta, hồi căm má quách, phải cắt bằng thánh đạo, ôi da mắt, na sắc nô, khi na sắc vô, hay A-la-hán, gọi là người vượt tầm mắt thần chết, nghĩa là vị A-la-hán đặt đến vô dư y niết bàn, không còn tái sanh trong ba cõi luân hồi, nên gọi là vượt tầm mắt thần chết. Biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Tuệ Siêu. Sau đây thì con xin thay mặt lại thỉnh Pháp Sư. Thưa Đức Phật, viên thành chánh diệu pháp cao thâm, phân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hầu Phật, tâm thành cầu xin Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mạng túc khai qua, mong ngày chuyển pháp an tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đó vương cao, đó lã mặt hồ, đó còn tận đáy vùng nhơ. Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau, vì biết mẫn ngưỡng cầu tế độ, tự thuyền từ của chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm, phạm thiên vẫn vi trần phụ phục. Lời thiết tha bi đức sáng ngời, pháp vương im lặng nhận lời về vườn lộc giới. Thuyết trung đạo của vô sanh, thế gian tăng tiện vị. Tiên dung, rồi từng trống pháp, ngọn giáo hóa mở đường độ sinh. Bởi có tình ngày trước, đại phạm thiên mãi qua hương vị hàng. Những tính mãi mê trần cảnh, ít khi tâm phiền kết buộc sân tham còn nhiều, như người khen sanh trí tuệ vô biên, đường điên viên rộng, cứ đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây chánh pháp thịnh hành. Đạo lành Như Lai khi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ Chư Tinh Văn đệ tử Phật. Kính chào Thượng Giác Đẳng, Thượng Tổ Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức ở trong rừng. Thân chào quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học phẩm Hoa phẩm 4, bài kệ số 3 ở trong 16 bài kệ của phẩm này, tức là Thamapada câu 46. Chúng tôi để như vậy để tiện bề cho người nghiên cứu biết được mỗi một phẩm như thế này có bao nhiêu câu. Ví dụ như phẩm Sông Đối 20 câu thì Sông Đối 1,
2, 3, 4 cho đến 20. Nhưng mà chúng tôi mở một đơn, chúng tôi để Dhammapada câu mấy nha, để chúng ta biết là câu trong chánh tạng. Thứ lớp thì trong câu Pháp Cú ngày hôm nay chúng ta, Đức Phật đã thuyết rằng phi lu pa măng ca di mi băng vi di toa ma ri tham băng a phi sam u tha đô chê toa na ma ra sa pa pa ca di a đa sa năng vi chú ra chá sa a gạch gật chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như ảo ảnh, ngắt trời hoa ác ma vượt tầm mắt thần chết. Ở trong bài kệ này có nghĩa là Imang ca văn phi nu bọc măng quý đi toa, khi biết được thân này như bọt nước. Ma ri chi tham măng avisam putano, hiểu được tính chất quyển hư. Ma rasa bọc khóc phạc ca ni chê toa na, thì nên ngắt bỏ những chồi hoa ác ma. Ma chú ra chát sa adas năng gật chê, và vừa khỏi tầm mắt thần chết. Và kể này Đức Thế Tôn ngài thuyết cho một vị tỳ kheo vị ấy sau khi xuất gia và học đi một thiền quán từ nơi Đức Phật và đi vào rừng hành thiền. Nhưng trải qua thời gian vì đó không có chứng được đạo quả, bèn nghĩ rằng ta sẽ trở về đảnh lễ bậc đạo sư và học lại cái điều mục đó cho nó thuần thục. Trên đường về thấy hai cái sự kiện. Thứ nhất là trời nắng nóng vào mùa hè, nhìn ở phía trước thì ảo ảnh hiện ra. Cái danh từ mà gọi là Marichi, nếu ở trên sa mạc thì chúng ta gọi là thiểm lâu, mà cái từ này thì khó, chúng ta không có nghe, ít ít nghe đó, từ xưa thôi quý vị. Tức là đi ở, thí dụ bây giờ chúng ta đi ở ngoài lộ xe chẳng hạn, lộ trắng nhựa đó, trời nắng chang chang buổi trưa, chúng ta đi chạy xe ở đầu này, nhìn tới phía trước đủ khoảng chừng 2-3 cây số, cái tầm nhìn của chúng ta nhìn trên mặt lộ, chúng ta thấy loang loáng nước, giống như là nước, nước ướt, là đường ở phía trước vậy. Thì cái đó gọi là ảo ảnh hay là cái cảnh ảo giác hay do ảo giác. Một đổi nữa vì tỳ kheo đó vì nó quá cho nên đến cái bờ sông mới xuống tắm, và khi mà tắm xong vì đó lên bờ mặc y lại đứng đó nhìn vì dòng sông nước chảy mạnh, chảy cuồn cuộn và
những cái bọt nước nó nổi lên theo dòng nước rồi nó tan biến. Cái cảnh tượng đó khiến cho vị tỳ kheo có cái sự chú ý và quan sát cái thân này, nó cũng giống như bọt nước chưa ảo ảnh vậy đó. Thường thì những vị tỳ kheo mà đi hành đạo trong rừng và những vị có duyên lành đối với Phật pháp, có duyên lành đắc đạo quả, nhiều tỳ kheo như vậy đó, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài chỉ cần nhập thiền với thiên nhãn, nhập tỳ kheo với thiên nhãn thì ngài thấy hết, ngài biết hết. Vị tỳ kheo đó đang suy nghĩ cái gì thì ngài dùng tha tâm thông, còn vị tỳ kheo đó đang ở trong rừng, ở chỗ nào gặp cái sự kiện gì thì Đức Phật phải dùng thiên nhãn thấy biết hết. Và ngài trợ lực cho vị tỳ kheo đó bằng cách là ngài dùng thần thông xuất hiện trước mặt vị tỳ kheo đó trong chốc nhoáng, và ngài đã xác nhận cái tư tưởng vị tỳ kheo đó là đúng hoặc giả, là ngài thuyết lên một bài kệ để khích lệ, để sức tấn hoặc giả, là ngài thuyết pháp một cái đề tài khác liên quan đến sự kiện vị tỳ kheo thấy nghe. Và khi mà Đức Thế Tôn là thuyết pháp nhất người kệ thì thường thì các vị tỳ kheo chứng quả là hắn, và vị tỳ kheo đó đảnh lễ Đức Phật rồi ra đi. Trong trường hợp này cũng vậy, vị tỳ kheo này thấy ảo ảnh hiện ra giữa trời nắng, với quán xét thân này vô ngã, nhìn cái thân này chấp thủ cái bản ngã thì cũng giống như là nhìn cái ảnh mà chắc là thật vậy đó. Rồi khi mà nhìn bọt nước nổi lên trên mặt nước rồi nó tan biến theo dòng nước, quan sát cái thân này nó cũng vô thường, thì vị tỳ kheo mới vừa suy nghĩ đến chỗ đó thôi, Đức Phật lại xuất hiện và ngài đã thuyết tiếp khi toàn nam rasa bapupakani adas senang matura chasa gachi. Ngóc trời hoa ác ma vượt tầm mắt thường chết. Thường thì Đức Phật giải thuyết hai cái câu sau là hai cái câu rất quan trọng. Một bài kệ có bốn câu hoặc sáu câu,
duyên hai hoặc là bốn câu đầu á, là Đức Phật Ngài lấy cái cảnh thực tại mà vị tỳ kheo đó đã chứng kiến, Ngài lặp lại để cho vị đó chú ý, rồi Ngài thuyết hai cái câu sau để Ngài khích lệ sát tấn, là hướng dẫn cho tu tập. Mà những vị tỳ kheo mà được Đức Phật Ngài xuất hiện và hướng dẫn thì các vị tỳ kheo đủ duyên lành để chứng được đạo quả. Ở đây thưa quý vị, tôi vừa kệ này ý nghĩa nó rồi, nó mọt nước nó nổi lên rồi nó tan tan biến. Cuộc đời của chúng ta open đi với tí chiều và tóc bọc mai dũng, đời sống bị dắt dẫn tuổi thọ chẳng là bao, nhất là vào cái thời kỳ này con người sống và chết nó gần gũi lắm thú vị. Cái sự chết, cái sự sống và sự chết gần gũi nhau, con người ta rất dễ chết. Khi chưa hết tuổi thọ cũng có thể chết được, thiếu niên cũng chết mà trung niên cũng chết, lão niên cũng chết. Cái thân này là mỏng manh, do ác nghiệp chi phối cho nên có thể té ngã mà chết, hay bị tai nạn, bị người ta đâm chém mà chết. Hoặc là do bị bệnh mà chết. Thì chúng tôi phải thường xuyên chúng tôi quan sát như vậy đó. Rồi ngộ thân như quyển cảnh, tức là chúng ta hiểu được cái tính chất của thân này nó giống như là ảo ảnh, nó xuất hiện giữa trời nắng gắt. Chúng tôi chỉ cần tu tập quán hai cái đó thôi, còn hai câu sau Đức Phật đã thuyết là Ngài hướng trong vị tỳ kheo ấy đến đạo quả. Ở đây là dùng chữ chê to nát gạch chê, tức là sau khi dứt bỏ rồi hãy đi, nên đi, phải đi, người xài khả năng cắt đó. Và sau khi cắt bỏ cái gì, tức là cắt bỏ cái mầm cái sạch và bốc phục ra đi. Bởi vì đây là một cái cụm từ, một cái thành ngữ, và cái thành ngữ này bây giờ có chữ bất phá, nhưng mà có thêm cái tiết đầu ngữ là bát, và ở phía sau là chữ cá nữa, cho nên bất phá cá. Như cái chòi hoa bông hoa khi mà muốn, trước khi mà nó nở
nở bông thì nó phải có cái nụ hoa hay cái chồi hoa. Thì nhìn cái nụ hoa là mình biết được rằng là nó sẽ nở thành cái bông hoa. Cũng như khi mà chúng ta tạo thiện nghiệp hay là ác nghiệp, nghiệp hành hay là nghiệp hữu, mà có vô minh ái thủ nó trợ duyên, thì chúng ta phải hiểu rằng cái đó là cái mầm của cái sự tái sanh. Những cái nụ hoa của ma mà gọi là ma rasa pakadi, theo trong chú giải giải thích tức là nói đến sự tái sanh hay sự luân hồi trong ba cõi tê phu pakani pakani, là dụng giới sắc giới và vô sắc giới. Và nói đến cái sự luân hồi đó thì chúng ta phải hiểu rằng là chính do cái phiền não luân hồi, cái lệ sâu tán và nghiệp luân hồi tâm có tán. Bởi vì khi có cái phiền não vô minh hay ái thủ là không biết cái đáng biết, sống trong cái sự mù quáng, thì cái hành động của người đó nó sẽ, cái phiền não đó nó sẽ dẫn đến cái hành động, mà hành động này chúng ta gọi là sankhara. Kamma sankhara là nghiệp hành, hãy vô minh là duy cho hành, rồi hành đó mới tạo ra cái thức tái sanh, cái thức đó mới duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập mới xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái anh thủ, thủ duyên hữu vô vân. Như vậy thì những cái chồi hoa của ác ma đấy là chúng ta phải hiểu, những nụ hoa của ác ma chúng ta phải hiểu là kiết sanh thức là cái sự tái sanh, dẫn tái sanh ở trong các ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới. Và Đức Phật ngài dạy phải cắt nó, phải cắt bỏ nó, cắt bỏ những nụ hoa đó, đừng để cho nó phát triển, nó sinh sôi nảy nở nữa. Khi nào mà cắt bỏ được những trầu hoa ác ma, tức là cắt bỏ được cái phiền não luân hồi, thì lúc đó nó sẽ đoạn diệt cái nghiệp luân hồi, và cái nghiệp luân hồi thì đoạn diệt quả luân hồi, tức là kiếp kiếp sống mới ở trong tương lai. Và thưa quý vị, cái câu chót Đức Phật ngài dạy Adasanang Matura Chasadache, tức là vô tận thực chất, cái ý muốn nói đến
Khi mà có người bị phiền não chi phối rồi tạo nghiệp đưa đến quả diệt thục, thì trong cái quả diệt thục đó nếu có những tâm ơn làm việc có thí là cái tâm tục sinh, hương vị lãnh quẩn luân hồi cũng do vì cái đó. À, khi mà mình còn cái sự tái sanh, còn bị phiền não ma chi phối, thì như vậy gọi nôm na hay là ám chỉ, thì chúng ta nói rằng ám chỉ cho cái trường hợp này chưa thoát được cái tầm mắt thường chết, chưa vượt khỏi được tầm mắt thường chết, dầu tái sanh ở cảnh nào đi nữa thì vẫn bị phiền não ma chi phối. Nhưng mà chưa cái chấm dứt được cái sự tái sanh, khi mình loại bỏ được cái nghĩ hay là những cái nụ trồi của ma ác ma, tức là chấm dứt cái sự tái sanh trong ba cõi, thì lúc đó mới gọi là vượt tầm mắt thường chết. Bởi vì niết bàn là vô sanh, mà hãy là vô sanh thì bất diệt. Không như phàm phu chúng ta còn cái sự tái sanh là còn cái sự đoạn diệt, còn cái sự chết hãy có sanh thì phải có tử, và nó cứ luân hồi như thế mãi. Tôi đây thưa quý vị, trong hai cái câu sau, nếu mà nói về một vị hành giả tu tập mà đạt đến cái đỉnh cao nhất trời hoa của ác ma, vượt tầm mắt thần chết, thì đó là quả vị A-la-hán. Nhưng đây chúng ta lấy cái trường hợp cái quả vị A-la-hán để chúng ta làm cái mục tiêu, chỉ là cái mục tiêu thôi thưa quý vị, là mục tiêu để chúng ta thực hành những cái thiện pháp. Ở trong đời sống bình thường của chúng ta, khi mà chúng ta chưa đạt đến cái quả vị giải thoát thì ít ra chúng ta cũng thực hành hai điều: phi đu pa măng ca diếp ni băng quý đi tòa. Tức là biết thân như bọt nước, ngụ thân như ảo ảnh. Khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta quán xét cái tên đó, nó cũng có lợi ích và nó gần kề với đạo quả giải thoát trong tương lai. Khi Đức Phật giải thuyết bài kệ này cho vị tỳ kheo đang hành đạo trong rừng,
nhưng cái bài kệ đó vẫn có lợi lạc cho chúng ta. Chứ không phải là Đức Phật là thuyết 84 ngàn pháp môn là thuyết cho ai đó cái pháp môn này thì pháp môn khác không được quyền sửa đổi. Đức Phật Ngài không có ngại cái chuyện đó, muốn sửa cái chi thì sửa. Khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta quá đặt nặng về cái hình thức đó, thưa quý vị, có đôi khi chúng ta bỏ qua những cái cơ hội để chúng ta huấn luyện cái nội tâm này. Thường thì trong các cái câu pháp cú là Đức Phật dạy cho chúng ta về cái cách tu tập, mà đôi khi chúng ta đọc qua chúng ta bỏ, chúng ta không để ý tới. Nhưng mà thực ra thì các cái câu nó rất là quan trọng. Hãy chúng ta tu tập mà chúng ta quán tưởng thường xuyên, chúng ta biết cái thân này như một nước, cái tánh tạm bợ vô thường của cái xác thân này, chúng ta sẽ không có đắm gì cái thân này, gọi là biết thân như một nước. Đúng là chúng ta quán về cái lý vô thường của thân này, còn ngộ thân như như ảo ảnh đó, là chúng ta đã quán thấy cái sự vô ngã ở trong cái pháp vô thường. Cái phàm phu của chúng ta hãy khi mà chúng ta không nhận thức được cái vô thường vô ngã thì chúng ta dễ sinh ra những cái thứ phiền não như chúng ta chấp thủ ham muốn vì danh vì lợi, ham muốn cái xác thân này. Còn khi mà chúng ta đã biết cái thân này như bọt nước, ngộ thân này như ảo ảnh, thì lúc bây giờ cái sự tu tập của chúng ta nó mới có cái sự tiến bộ được. Nhưng không phải là một cái việc khó, nhưng mà thông thường kẻ phàm phu của chúng ta không có đủ nghị lực để mà chúng ta quán nhìn sâu sắc và lâu dài. Chúng ta nghe, chúng ta hiểu được, nhưng mà sau đó thì chúng ta không siêu quán. Có chăng đấy, thì cho đến khi nào mà chúng ta quá khổ đau thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy chán, chứ chúng ta không có nhìn thấy trước. Như Đức Phật Ngài dạy, chúng sanh có bốn hạng giống như là ngựa, có con ngựa. Thế mà người ta bắt yên vào trên lưng ngựa thì con ngựa nó biết bổn phận là nó chạy, cũng như cái người tu
Có người cái thân duyên dày, cái thiện duyên họ đã đào tạo trong quá khứ, nó có cái sức mạnh. Cho nên mặc dù khi còn trẻ, còn khỏe, nhưng mà được nhắc đến biết thân như bọt nước, ngộ thân như quyển như ảo ảnh, thì người đó tự hiểu thấy đời tạm bợ vô thường, thấy cái pháp hữu vi này nó như ảo ảnh, nó xuất hiện đó rồi mất đó. Hồi còn trẻ vẫn có thể quán thấy điều đó, nếu người này hữu duyên. Còn như chúng ta bây giờ đó, thì nếu như chúng ta còn trẻ, còn khỏe, thì kêu chúng ta cái thân này như nước, nên hiểu cái thân này như là ảo ảnh, chúng ta không có chịu quá, không có chịu hiểu được. Bởi vì tuổi trẻ đã trôi qua, chúng ta đang sung sướng, cho nên chúng ta không thấy. Cho đến khi nào mà thân rơi vào cái tình trạng bị bệnh hoạn già nua rồi sắp chết, thì lúc bấy giờ mình mới thấm thía cái điều mà Đức Thế Tôn dạy: biết thân như bọt nước, ngộ thân như như ảo ảnh. Chúng ta mới hiểu được. Có cái hai người thứ hai, giống như con ngựa khi mà mắt yên vào nó chưa có chịu chạy, đến khi nó thấy bóng cây roi, hoặc là khi người ta quất mạnh một cây roi thì đã có cái tiếng roi nó xé gió. Và như vậy thì khi mà thấy, khi mà nghe cái tiếng roi hoặc là thấy bóng cái roi thì mới chịu chạy. Cũng như ở trên thế gian này có hai người, chừng nào mà khi mình họ được nghe, được thấy ở chung quanh hoặc là trong xóm, đầu trên xóm dưới, một con người bị già, bị bệnh, bị chết, thì lúc bây giờ người đó mới ý thức được cái sự tu hành biết thân như bọt nước, cổ thân như như ảo ảnh. Nhưng mà có hạng ngựa thứ ba đó, y vào chưa chịu chạy, thấy bóng rồi chưa chịu chạy, và cho đến khi nào mà nó bị quất một roi, bị cái người phu sa quất một roi đau điếng thì nó mới bắt đầu chịu chạy. Cũng như có người ở trên đời này khi sinh ra mang cái thân ngũ uẩn chưa biết nước, chưa nghĩ rằng nó như ảo ảnh. Và khi thấy người khác già, người khác bởi người khác chết, anh cũng chưa nhận ra được là một nước, là ảo ảnh. Đến chừng khi mà bản thân của họ mỹ rồi thì lúc bây giờ
là mà họ mới ngộ ra được. Nhưng dù sao nữa cái niệm cũng tốt. Còn cái trường hợp mà có hạng người thứ tư là con ngựa trứng, như con ngựa trứng không có dùng xài được, bởi vì nó trứng nó không có chịu chạy, dù đánh là chết nó cũng không chịu chạy. Cũng như con người trong đời này không có tu tập được, không có suy nghĩ thấy biết thân này như bọt nước, không có ngộ ra thân này như ảo ảnh, là họ chỉ biết tranh danh đoạt lợi, hoặc là họ chỉ biết đi làm dụng vất vả, sáng lý dự mưa, khổ như vậy mà họ không ý thức được. Và do không ý thức được cho nên họ cứ tiếp tục làm ác, ác hạnh về thân, về khẩu vị. Họ cứ làm. Cho nên trong bốn hạng ngựa đó thì hạng thứ nhất là thuộc về chúng sinh thuộc dạng Bồ Tát, vừa khi có cái thân này đã biết là khổ mà lo tu hành. Còn có hạng chúng sanh đó, chừng nào thấy người ta bị già bị chết thì lúc bấy giờ mình mới cảm thấy ngao ngán cuộc đời và mình khoáng tu hành chứng đạo quả. Còn khi mà tự mình bị già bị bệnh bị chết, lúc về tự mình mới nhận ra được cái tính chất vô thường vô ngã của thân này. Nhưng mà dù sao nữa cũng tốt, để mình không có được nhạy bén bằng vị Bồ Tát vừa có thân của quẩn là quán thấy cái sự khổ rồi, mà cũng không được như hạng người thứ hai là chỉ nghe thấy người khác bị là ở đây là mình nôn đau lo tu hành, mà đợi đến khi bị chất ngã đó thì có chất ngã lúc đó mắt mới nhìn sáng suốt. Còn khi mà chưa chấp ngã thì mình chưa có nhìn được, chưa có nhìn sáng suốt được. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái hạng người thứ ba đó, mặc dù nó tệ hơn cái hạng người thứ nhất nhưng mà cũng giỏi hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà trong bốn hạng đó thì chúng ta đừng giống như là cái hạng thứ tư là dầu cho đánh chết cũng quỳ xuống đó đó, nhất định là không chịu chạy, nhất là con ngựa nó gặp cái gì nó sợ đó gây cái ấn tượng cho nó thì nó sẽ bỏ chủ mà nó đi. Thì cái việc tu tập đó thưa quý vị, chúng ta biết cái căn duyên của mình nó kém, nó chưa có được thuần thục. Khi có thân, chúng ta đã nhận ra được cái thân như nó vô thường, nó dễ tan rã như bọt nước, hay là ngộ thân như ảo ảnh, chúng ta chưa. Thế thì chúng ta phải tập, cứ những mỗi ngày chúng ta tập quán xét, mỗi mỗi ngày chúng ta tập quán xét cái sự vô thường của thân này, chúng ta quan sát cái tính cách hư ảo của tâm này. Thì giờ như vậy lâu ngày chúng ta quen đi. Rồi khi quen đi rồi đó thì dần dần chúng ta sẽ có cái khả năng chúng ta đoạn trừ những cái mầm mống sanh tử khổ, tức là chúng ta đoạn trừ phiền não luân hồi và chúng ta đoạn trừ cái nghiệp luân hồi. Rồi khi phiền não luân hồi và nghiệp luân hồi đã được đoạn trừ thì
không dùng cái sự tái sanh. Mà khi không còn cái sự tái sanh nữa thì được gọi là vượt tầm mắt thần chết, tức là không có bị thần chết nó chi phối nữa. Chỉ là như vậy. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Và bây giờ thì xin được Vương Tĩnh Hòa Thượng giáo đẳng chia sẻ thêm một vài điều về cái câu pháp cú này. Xin Tĩnh Hòa Thượng. Sa thú, kính thưa Hòa Thượng, thưa sư, cái bạch Hòa Thượng là trước khi Hòa Thượng đi nghỉ đó, Hòa Thượng Quang Hỷ, Hòa Thượng Quang Hỷ giải thích cho một điểm, chúng ta có cái chữ Maturacha, chúng ta gọi là thần chết đó, thì bạch Hòa Thượng là, ở đây là một cách nói, có tất cả là nhân cách khóa để về sự chết, hay là chúng ta có, hay chúng ta có thật sự có một vị thần chết theo trong 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 kinh điển Phật giáo đề cập. Xin nghỉ giải thích về điểm này rồi sau đó thỉnh sư huynh đi nghỉ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong kinh điển thì Yamaraja diêm vương thì có, tức là những người gọi là cái hạng và xoa hung dữ. Họ sẽ xuống dưới địa ngục, họ đi xuống địa ngục để họ hành hạ các cái chúng sinh tạo ác nghiệp sanh xuống. Trên đây gọi họ là Yamaraja có, nhưng mà Maturacha chết tùy theo mỗi người. Ở phương Đông của chúng ta thì chúng ta gọi thần chết theo cách khác cùng, và chúng ta minh họa theo kiểu khác. Còn ở phương Tây thì khi thần chết là họ vẽ một người cái gương mặt giống như cái đầu lâu, giống như cái sọ sọ, giống như cái sọ vậy, chứ không phải mặt này da thịt. Rồi họ trùm đầu, họ phủ tay chân xuống bằng cái tấm vải trắng, nhưng mà tay kia họ cầm một cái lưỡi hái. Mà thứ lưỡi hái phương Tây thì quý vị chỉ là một cái dài, rồi ở phía trên nó có cái lưỡi liềm thẳng, chứ không phải cong, lưỡi liềm thẳng. Thì cái hình ảnh nó thần chết ấy, người ta vẽ như vậy, nhìn vào thì mình cũng biết là thần chết, nhưng mà mình cứ tưởng rằng là cái đó là do một chư thiên hay là một vị dạ xoa đóng cái vai trò là đi bắt, đi bắt người. Thật ra khi mà chúng ta đọc ở trong những cái câu chuyện cổ tích, ta nói thần chết, tức là người ở dưới cõi âm,
nhận được lệnh của vua, của Diêm Vương, giao cho cái trách nhiệm cầm sổ sách để xem coi người nào đã tới số, rồi lên bắt họ chết. Thì cái người mà xem sổ sách đi lên để bắt người hết tuổi thọ chết ấy, thì gọi đó là giống như là thần chết ấy. Thần chết đến gõ cửa, đến kêu. Nhưng mà trong Phật giáo thì không có cái chuyện đó đâu, thưa quý vị. Bởi vì cái sự chết ấy, hãy khi mà con người sống mà hết tuổi thọ, hết phước, hết tuổi thọ, đó là do nghiệp ác nó trổ quả cắt đứt, gọi là chết, chết tiểu, chết bất đắc kỳ tử. Khi mà hết phước hết tuổi thọ thì chết, cho nên chúng sanh tự chết, chứ không có ai, không có thần chết, một vị thần nào mà làm cái công việc cai quản cái biển đó. Bởi tại sao, thưa quý vị? Con muỗi, con ruồi nó cũng có chết, mà chẳng lẽ cái mạng của con muỗi, con ruồi nó có bé tí gì vậy đó mà phải làm phiền đến thần chết đi đến để mà kéo nó đi như sao? Hay là cái lời làm sao nói chung, tức là thần chết đến kéo nó đi hay sao? Nhưng mà thường thường ở trong chuyện cổ tích thì thần chết đến là kéo con người, chứ không có kể cái là làm sanh. Thì ở đây đó, từ trước đến giờ chúng ta học chúng tôi sẽ nhận ra như là chữ một chút, cũng như là các ngài vậy là thần chết hay là Antakho cũng là thần chết, là người làm cho chấm dứt cái sự sống hay kết thúc cái sự sống. Cho nên cả cái chữ, cái sự chết, thần chết, nếu đều có nghĩa là tích thở, từ giả cái cuộc sống đó, từ giả cái thân sống đó, để tái sanh vào những cảnh giới tương ứng với quả nghiệp. Thì như vậy nó tóm lại, thì cái tiếng gọi là thần chết, Mathurata, v.v. thì cái này chỉ là dùng cái khóa, cái danh từ thôi, chứ không phải có một vị thần cai quản cái việc đó, theo trong kinh điển Bali như vậy. Xin kính thỉnh Hòa Thượng trở lại, Nam Mô Bổn Thầy nha. Hôm nay không có vị giảng sư nào trong rừng để tiếp với Hòa Thượng. Chúng tôi thì cũng rất muốn, nhưng mà lực bất tòng tâm. Vì hôm nay chúng tôi cũng mới vừa dạy về, đi dạy ở Tân Bình, đi dạy Tân Bình chắc Hòa Thượng cho đẳng còn còn giới cái quê nội của mình ở Tân Bình.
Chúng tôi bây giờ hàng năm là chúng tôi phải đi dạy trường hạ ở Tam Bình, cái cũng vui thú vị. Quê quê quán của mình ở đó, bây giờ mình xuất gia xong, bây giờ mình trở về đó để mình hoằng pháp ở đó thì cũng hay, dễ cũng hay. Hôm nay chúng tôi dạy nhiều chỗ, chắc Hòa Thượng Giác Đẳng còn nhớ cái bảo tháp Xá Lợi miền Tây của ngài Narada hả? Ở trên cầu, ở trên Phà Mỹ Thuận đó. Bây giờ bảo tháp Xá Lợi miền Tây thì được trả lại cho giáo hội một phần, chứ không trả hết. Một phần thì để làm nghĩa trang, trả lại một phần, nhưng mà trong tỉnh hội Phật giáo thì xây dựng lại cái bảo tháp Xá Lợi, gọi là chùa Phật Ngọc Xá Lợi miền Tây. Thì ở chỗ đó, cái trường hạ ở đó chúng tôi cũng đến, chúng tôi dạy ở thì tưởng ra cũng vui thú vị, nhưng mà đều hơi mệt, làm việc nhiều quá hơi mệt, bởi vì thức khuya dậy sớm cho nên cái sức khỏe nó kém đi. Giờ gần Bắc Mỹ Thuận rồi, bây giờ là cầu Mỹ Thuận rồi, bây giờ cầu Mỹ Thuận. Cung thỉnh Hòa Thượng trở lại chia sẻ thêm. Nam mô Bụt Thầy nha. Thưa quý vị, không biết là Hòa Thượng Từ Siêu nói xong chưa, quý vị hoan hỷ, tại vì chúng tôi bận việc chút. Dạ, Hòa Thượng Từ Siêu nói xong rồi phải không quý vị? Dạ, vâng, chắc để Thỉnh Sư Huynh đi nghỉ. Nam mô Bụt Thầy giác, kính thỉnh lễ Chư Tôn Đức, thưa quý vị, Phật tử hôm nay, chúng ta học một bài kệ Pháp Cú. Mà có lẽ là với một người đọc kinh sách Phật giáo thì chúng ta nghe rất là quen, quen đến nỗi mà chúng ta nghĩ rằng không cần suy nghĩ nhiều. Cái chất thưa quý vị, phải nói một cách rất là thành thật là nếu chúng ta là một người thường thì chúng ta rất là hờ hững đối với cái chết. Chúng ta có thể nghĩ rằng dường như là mình sống hoài ở trong cuộc đời này. Chúng tôi có đọc một số câu chuyện về những người bị kết án tử hình và họ chờ lên ghế điện để mà bị xử tử đó. Thì họ viết thơ lên tố cao pháp viện để xin kéo dài bản án, hay là hủy bỏ bản án, mà hay là thay vì bắt họ phải chết cho họ tù chung thân, tức là thà là kéo dài cuộc sống những năm tháng trong tù hơn là chọn cái chết. Họ rất là sợ cái chết. Và chúng tôi cũng có tôi rất nhiều Phật tử khi mà
khi bác sĩ được biết mình là bệnh ung thư và cái chết sẽ chắc chắn đến, cái chết đó sẽ đến trong vòng thời gian 5 tháng, 7 tháng, 1 năm, 2 năm. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ thì họ cảm thấy rất là chấn động tâm tư và chỉ nghĩ đến làm sao mình kéo dài thọ mạng càng dài càng tốt. Tuy nhiên nếu chúng ta không phải là người mang bản án tử hình hay là được bác sĩ cho biết rằng mình đang có một chứng bệnh nan y và cái chết sẽ đến trong thời gian ngắn nhất, thì chúng ta rất là hững hờ với cái chết và chúng ta sống với một thái độ như là đời sống mình sẽ sống rất lâu, rất dài trên cuộc đời này. Và cái chết nó không có gì để bận tâm. Nó không phải là cái ưu tiên của cuộc sống. Nếu quá lắm thì ai nói cái gì hơi xui xẻo á, thì chúng ta bận tâm một chút bỏ qua thôi. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra tại đây rằng chúng ta có nên chấn động tâm tư khi mà nghĩ đến cái chết không? Và cái chết nó có một cái ảnh hưởng gì đối với cuộc sống của chúng ta? Chúng ta có nên mang cái nhân sinh quan là con người ai cũng chết thì chuyện nó bận lòng gì? Mặc dù từ xa xưa, đặc biệt là trong thơ văn Lý Trần, thì những nhà sư thời đó dùng cái thành ngữ là sanh tử sự đại. Dạ, sanh tử là chuyện lớn. Chuyện lớn mà chưa có bận tâm thì xá gì là những chuyện tranh danh đoạt lợi trong đời sống này. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình còn sống rất lâu và cái chết đó, nó không thực sự không ảnh hưởng gì trong tâm tư của mình. Thật ra đó chỉ là một cái cách suy nghĩ lấp liếm. Ở trên thực tế, nếu ngày mai này chúng ta đi bác sĩ, họ nói rằng chúng ta bị ung thư và sẽ mất trong 6 tháng nữa, thì chúng ta sẽ có một thái độ hoàn toàn khác. Lúc bây giờ chúng ta nhìn cái chết đó, nó mạnh hơn là chúng ta nghĩ nhiều. Chúng ta đối diện với cái chết đó như là một sự đối diện với con mạnh thú, làm ít dữ nhiều. Nó không bao giờ thật sự nhẹ nhàng giống như chúng ta nghĩ trong đời sống hàng ngày. Cái chết đó là một thứ đề tài của triết lý lúc trà dư tửu lộ, không phải vậy. Mà bây giờ cái chết đó là một thực tế mà tất cả chúng ta phải đương đầu. Có lẽ vị nào mà đã đọc qua kinh Tư Ưng Bộ phẩm Cô Xá Lát, chỉ có một lần vua Ba Tư Nặc, tức là vua Ba Sinh, đến gặp Đức Phật mà nét mặt rất là thiểu não, sơ sắc, mệt mỏi. Rồi Đức Phật hỏi rằng có việc gì mà có vẻ không có tư tỉnh vậy? Thì nhà vua thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, con có nhiều chuyện. Ở trong vai trò của một vị vua, từ cái chuyện ở ngoài biên thùy cho đến chuyện nội cung hoàng thân quốc thích, chuyện các quần thần, trong thứ con cả, đôi lúc con cảm thấy mệt quá, nó ngoài sức của mình.
Thì Đức Phật Ngài đưa ra một cái dụ ngôn, mà dụ ngôn đó là một cái câu chuyện rất là nổi tiếng mà chúng ta được nghe, là nếu có một cái tảng đá rất lớn như một hòn núi mà nó lăn từ hướng đông hoặc hướng tây, hướng nam, hướng bắc nó đến, và khi nó lăn đến nó có thể đè bẹp cả vương quốc Kosala, đè bẹp cả thành Savatthi, mà không có ai, không có ai mà có thể tránh khỏi cái chết, thì nhà vua sẽ làm gì? Thì nhà vua bạch Đức Phật là nếu quả thật có sự việc như vậy thì con sẽ toàn tâm dành thời giờ còn lại để tu tập. Thì Đức Phật nói đây để phước, thật ra cái chết đó, nó là một cái thực tại mà không ai trong chúng ta tránh khỏi hết. Bây giờ đó là câu chuyện mà Đức Phật thí dụ thời xưa. Nếu Đức Phật thí dụ ngày hôm nay đó, thì Ngài có thể nói một cái gì rất gần với chúng ta. Ví dụ như có một cái thiên thạch khổng lồ và nó đang bay rất gần trái đất với một tốc độ rất nhanh, và chắc chắn nó sẽ chạm vào trái đất, mà vì kích thước nó quá to lớn nên một khí quyển không đốt hết được, và nó sẽ tạo thành một cái sự va chạm mãnh liệt. Vậy việc nó có xảy ra bên ngoài, và sự va chạm đó sẽ khiến cho tạo nên một cái hiện tượng địa chấn khủng khiếp, rồi cái bụi mù á nó sẽ phủ khắp bầu trời của trái đất này, thời tiết sẽ hoàn toàn thay đổi, nhiệt độ sẽ lạnh xuống như là thời đại băng hà, và không biết bao nhiêu chủng loại trên trái đất sẽ chết, sẽ bị tàn phá. Và cái chết nó sẽ đến với con người, đến với nhân loại và muôn vật ở trên trái đất này không tránh khỏi. Thì nếu chúng ta biết chuyện chắc chắn xảy ra thì chúng ta làm gì? Sẽ làm gì? Mình nghe câu chuyện về một hòn núi, nghe câu chuyện về một cái thiên thạch khổng lồ, những điều đó có thể là một dụ ngôn, có thể là một cái gì đó xa vời, nhưng mà thực tế thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Cái cuối cùng của đời sống của chúng ta là sẽ chết. Cái chết sẽ chấm dứt tất cả, chấm dứt vui buồn, đặng thất, vinh dục. Cái chết chấm dứt tất cả những gì mà chúng ta có trong thế gian này, những gì chúng ta hoài vọng, những gì chúng ta theo đuổi, những gì chúng ta thủ đắc, những gì chúng ta có được, những gì chúng ta vui buồn, thương ghét. Tất cả nó đều xóa đi bởi cái chết. Và cái chết sẽ đến, không chịu bất cứ ai. Chúng ta những người đã có mặt ở trong lớp học này, dù là chư tăng, dù Phật tử, dù nam hay nữ, già hay trẻ, dù là ở Việt Nam, ở châu Mỹ, ở bên châu Úc, châu Âu, tất cả, không ai trong chúng ta mà sẽ có mặt ở tại đây trong 100 năm nữa. Chúng ta nói dài như vậy, có ai trong chúng ta mà không chết đâu. Vậy thì tại sao chúng ta phải chờ đến câu chuyện của một thiên thạch, chờ đến câu chuyện của một hòn núi, chờ đến câu chuyện bác sĩ báo mình sẽ bị ung thư, mà chúng ta không thấy được là mỗi chúng ta đều phải chết, chắc chắn là sẽ chết. Cuộc sống thì bấp bênh, nhưng mà chết là một điều chắc chắn. Cuộc sống bấp bênh nhưng chết là một điều chắc chắn. Nhìn thân như bọt nổi, biết thân là hào ảnh, bọt nổi và hào ảnh là những gì rất là phù du, giả hợp, chợt đến chợt đi, chợt có chợt không. Chúng ta sinh ra cuộc đời này bỏ bao nhiêu công sức,
để xây dựng học vấn, xây dựng kỹ năng, xây dựng sự nghiệp, xây dựng tên tuổi, xây dựng địa vị, danh vọng, tài sản vật chất. Có lúc chúng ta nên đứng nhìn cái cây mà mình trồng, nhìn một bộ bức tượng mình đặt ở đâu đó, và chúng ta tự hỏi rằng cái cây này có thể sống được bao lâu, bức tượng này sẽ tồn tại bao lâu. Một bức tượng mà chúng ta đặt, thí dụ như bây giờ chúng tôi vừa thỉnh một pho tượng Phật Lộ Thiên đặt ở trong sân chùa, chúng tôi bảo đảm quý vị, bức tượng có thể tồn tại cả hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu năm. Chúng tôi chưa xây dựng đá đó, nhưng cái người đặt bức tượng đó, người đặt bức tượng đó, người cúng dường bức tượng đó, và những người đang chiêm bái pho tượng đó, tất cả không có ai sống lâu hết, không ai sống lâu hết. Bây giờ thí dụ như chúng tôi trụ trì ngôi chùa, ông trong chùa lập một pho tượng, chúng tôi sống nhiều lắm, 30 năm, 40 năm, đó là sống thọ. Thật ra đời sống chúng ta nó mỏng manh lắm, cái chết là một điều chắc chắn. Nhưng mà điều mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta đó là những ai thấy được cái tính cách hư huyễn, những ai nhận rõ cái bản chất vô thường mà hiểu rất rõ thì vị đó đó nhổ được cái mũi tên hoa của thần chết. Mũi tên hoa là một cái khái niệm mà chúng ta không có nghe bao giờ hết. Mũi tên đó là một vật bắn xuyên phá gây đau khổ, nhưng mũi tên này nó lại có cái hình của một nụ hoa. Đời sống của chúng ta có rất nhiều sự tàn phá mà chúng ta vẫn nhìn nó đẹp, nhưng mà kỳ thật nó chỉ là sự vô thường thôi. Ai có thể nhổ một mũi tên hoa và vượt tầm mắt của tử thần? Thì câu trả lời của Đức Phật là chỉ có những người thắp sáng được tuệ giác. Và tuệ giác thắp sáng được bằng gì? Tuệ giác thắp sáng được bằng cái khả năng đối diện với sự thật, nhìn vào sự thật, thấy được bản chất sinh diệt. Sự sống thật ngắn ngủi, đưa dần đến tử vong, không ai làm khác được. Người hiểu được điều này, năng làm các việc thiện vì phúc đức tùy thân, chính là nơi nương nhờ đời này và đời sau. Đó là cũng là một câu kinh pháp cú khác. Ba điểm mà chúng ta cần thấy ở tại đây. Thứ nhất là chết là một thực tại. Thực tại đó, cho dù chúng ta thích hay không thích, chúng ta né tránh hay không tránh, chúng ta nghĩ tới hay chúng ta không muốn nghĩ tới, thì thực tại đó luôn luôn có. Nó không phải là cái gì mà chúng ta có thể chối bỏ bằng ngụy biện, không phải là cái gì chúng ta chối bỏ bằng viên thuốc ngủ, có cái gì mà chúng ta không muốn nhìn bằng một ly rượu uống cho say rồi chúng ta không nghĩ thế, không, nó biến mất không. Cái chết đó là một thực tại, không ai trong chúng ta tránh khỏi. Tất cả chúng ta rồi sẽ chết, đều chắc chắn. Điều thứ hai là khi mà chúng ta thấy tất cả mọi người mình sẽ chết đó, thì mình có hai cái trường hợp. Một là chúng ta sẽ chết bằng thân phận của muôn loài chúng sanh,
chúng ta đã tìm thấy, đã từng nhìn thấy con cá vớt lên đánh bắt bởi những người bắt cá. Chúng ta đã nhìn thấy những con vật đưa trên lò sát sanh. Chúng ta đã từng nhìn thấy những người chết đặt vào trong quan tài để chuẩn bị đưa đi hỏa táng hay mai táng. Thì trong trường hợp đó, tất cả chúng sanh đều chấp nhận cái chết như là một điều không thể tránh khỏi. Ở trong giây phút lâm chung, có vùng vẫy. Khi mà đối diện với cái chết, có sợ hãi. Nhưng rồi cái chết nó tới đoạt mạng mang đi. Chết, cuộc sống chấm dứt. Mà chúng ta không làm gì được. Nhưng quý vị, nếu cái chết là một thực tại, thì Đức Phật Ngài lại nói đến một điểm thứ hai mà chúng ta phải để ý. Là nếu thực tại này được hiểu, được thấy, được biết, được quán triệt, được chúng ta thấy, vì đi toa ở đây là sau khi hiểu, sau khi biết. Khi chúng ta hiểu biết thấy đó, cái hiểu đó là cái hiểu của tuệ giác, cái hiểu đó là một cái hiểu sống sát, cái hiểu đó là cái hiểu mà trong kinh Pháp Cú ở một đoạn khác Đức Phật có dạy rằng ai sống 100 năm không thấy được pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Thấy pháp sinh diệt đó, nó là một thứ tuệ giác, đó là cái gì rất là mạnh, rất là mãnh liệt, là một sự chuyển hóa lớn đối với tất cả phần đông con người. Phần đông tôn giáo đều mơ về một thiên đường, đều mơ về một cảnh giới nào đó mà con người sống trường sanh bất tử. Chúng ta sẽ về sống ở bên Chúa, hưởng nhan thánh Chúa. Chúng ta về thiên đường, mà ở đó chúng ta có một cái thân bất tử, một linh hồn trường tồn vĩnh hằng. Nhưng mà đó không phải là điều Đức Phật dạy. Đức Phật dạy rằng tại sao chúng ta chết? Bởi vì chúng ta nhập cuộc trầm luân. Hãy nhập cuộc trầm luân thì phải có sanh có tử. Và cuộc trầm luân đó chúng ta nhập cuộc là vì vô minh và ái dục. Và chính cái tri kiến nhận rõ, nhận thức rõ cái tính chất thù ảo của cuộc sống là khiến cho chúng ta chấm dứt được cái sự nhập cuộc đó. Và ở trong mỗi trường hợp, Đức Phật đã khuyên chúng ta sử dụng một cái rất thật, rất bình thường, thật đến nỗi mà nó gần gũi vô cùng, đó là sự vô thường huyễn hóa của thân này. Trong câu chuyện này, một vị thiền ở trên cuộc hành trình đã nhìn thấy ảo ảnh khi mà đi qua những con đường nó bức. Chúng ta đến Ấn Độ vào những tháng nóng của mùa nóng thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy ảo ảnh lắm. Và rồi vị tỳ kheo này cũng đã tìm chứng kiến những bọt nước trên một chục súng. Và Đức Phật Ngài muốn vị tỳ kheo này dùng bọt nổi của dòng suối, dùng ảo ảnh khi mà trời nắng lên ở trên đường để liên tưởng. Sự liên tưởng này rất là quan trọng. Liên tưởng đến cái gì? Liên tưởng đến thân này, thân của chúng ta. Sự liên tưởng đó, nó có một cái mãnh lực, một mãnh lực rất là quan trọng. Thưa quý vị, ai đã từng lấy hai cái cục đá chạm vào nhau để tạo nên lửa, như là chúng ta dùng cái ma sát của quẹt diêm hay là ma sát của hai hòn đá, thì hai hòn đá nó không nghĩa lắm. Hai hòn đá nó không có gì hết, nhưng mà khi hai hòn đá nó chạm mạnh với nhau, nó sạc lửa đó, thì lửa là cái gì rất là kỳ diệu. Nếu lửa đó mà chúng ta biết cách giữ lại đó, thì nó có thể thắp sáng ban đêm, nó có thể làm chín thức ăn, nó có thể sưởi ấm mùa đông. Lửa đó là kỳ diệu, lửa đến từ đâu?
lửa đơn giản, đơn giản từ cái sự ma sát của hai cái vật thể cứng như là hai cục gỗ cứng hay là hai phiến đá thôi. Và đây là một cái điểm mà Đức Phật nói đến cái khả tính với cuộc đời này. Những cái khả tính mà Đức Phật dạy với cuộc đời này đôi khi khiến chúng ta rất khó tin. Nó khó tin như là đất bùn nhơ không là cái gì cả, đưa tay vào không muốn, nhưng mà từ đất đó, bùn nhơ đó, hoa sen có thể nở được, những loài hoa đẹp có thể nở lên được. Và khi hoa nở lên, hoa nở trên đất, trên bùn nhơ, nó là cái gì rất là kỳ diệu, nó kỳ diệu vô cùng. Thưa quý vị, chúng tôi năm nay có trồng một ít súng sen ở trong một cái hồ ở trong chùa, mà có những buổi sáng và buổi chiều ra thì chúng tôi phải nói rằng trong một cái chậu đất thôi để trong nước, và từ đó sen và súng mọc lên. Có những đó hoa sen rất đẹp, có những hoa súng nhiều màu sắc rất thú vị. Cái đẹp, cái màu sắc thú vị đó nó đến từ đâu? Đến từ bùn nhơ nước động. Cũng như chúng ta nói, hai cục đá chạm với nhau ra lửa, lửa là một kỳ diệu của đời sống, nó là một hiện tượng vật lý rất là kỳ diệu, nhưng mà nó đến từ hai cục đá thôi. Thì cái khả tính đó, đó nó xảy ra một cách kỳ diệu khi mà Đức Phật dạy rằng từ cái thực tại rất tầm thường, từ cái thực tại không có gì đáng để chúng ta hoan hỷ hết, thì nếu chúng ta khéo, nó lật lại, nó lại tác động được cái tuệ giác sanh khởi. Nhìn thân như bột nổi, biết thân như ảo ảnh, nhổ tên hoa tự thân. Vẽ nhổ mũi tên hoa, bước tầm mặt tự thân. Tất cả nó xảy ra trong đường tơ kẻ thóc. Cái chết nó là một thực tại mà không phải khó thấy. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không thấy được là bởi vì chúng ta có mặc cảm, chúng ta không nhìn nhìn thấy. Một điều quan trọng mà chúng ta học trong Phật Pháp đó, đó là chúng ta nhận ra cái bản chất của con người là chúng ta thường có mặc cảm với sự thật. Bởi vì chúng ta mặc cảm với sự thật nên chúng ta không giờ muốn nhìn thấy sự thật. Ai nói chúng ta già thì chúng ta buồn, ai khen chúng ta trẻ thì chúng ta vui. Ai nói những điều gì mà nghĩ đến cái chết thì chúng ta nói là xui xẻo, chúng ta không muốn nghe. Nhưng mà không phải là vì người ta khen mình trẻ mà mình trẻ đâu. Không phải vì người ta nói, người ta tránh những cái câu mà xui xẻo mà mình hên đâu, không phải vậy. Chết là chết thôi. Nhưng mà như vậy, một điểm thứ hai mà rất là đặc biệt mà Đức Phật đề cập đến đó, là từ những cái rất là tầm thường đó, những cái thực tại phũ phàng đó, đó chúng ta có thể thắp sáng được tuệ giác. Về điều này đó, là một trong những điểm then chốt tạo nên sự khác biệt giữa Phật Pháp với bất cứ triết lý nào, với bất cứ tôn giáo nào. Tôn giáo thì nói đến thần linh, nói đến cái sự cứu rỗi. Triết lý, người ta nói đến cái sự triết lý viễn vông, chủng triết lý cao siêu. Phật Pháp không nói đến thần linh. Phật Pháp không đòi hỏi chúng ta phải nghĩ những cái gì quá cao siêu. Phật Pháp dạy chúng ta sẽ nhìn thẳng lại thực tại vô thường, thực tại sanh diệt. Hồi tối qua mình đi ngủ trong người nó khỏe, sáng thức dậy nghe nó mỏi mệt, nghe muốn bệnh, đó là vô thường. Hồi sáng sớm thức dậy tinh thần phấn chấn, thì mình nghe chuyện gì nó bực bội, đó là vô thường. Tự nhiên đọc cái tin tức một người thân vừa mới qua đời, chúng ta chuẩn bị đi đám tang, cái đó là vô thường. Nó chẳng có gì. Nếu chúng ta nói là không cần cái gì phải cao siêu, không cần cái gì quá trừu tượng, không cần phải cái gì đến thiên hữu, thiên ý gì hết. Nó chỉ đơn giản là mở mắt ra nhìn vào thực tại. Và chúng ta là con Phật á, thì chúng ta nhớ một câu là ai cho sống 100 năm không thấy được pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Tại sao pháp sanh diệt như vậy, quan trọng như vậy? Tại sao nhìn thân như bọn nổi quan trọng như vậy? Tại sao nhìn thân như ảo ảnh quan trọng như vậy? Bởi vì, thưa quý vị,
Những điều đó đó, nó cho chúng ta được những giờ phút nhận ra cái gọi là tôi là như vậy, cái gọi là ta là như vậy đó. Có một điều chắc chắn rằng, nếu chúng ta thường tâm niệm về vô thường, nếu chúng ta thường thấy cái ảo ảnh của thân, nếu chúng ta thường thấy cái phù du cuộc sống đó, thì chúng ta mất đi rất nhiều cái cao ngạo, cái ngã mạn, cái tự hào, tự đắc, cái tính tranh danh đoạt lợi. Chúng ta sẽ mất đi rất nhiều những thứ vui buồn thương ghét. Nếu chúng ta không tin, chúng ta thử coi. Chúng ta không tin thử coi. Bây giờ có một cái thiên thể nó sắp chạm vào trái đất và loài người sắp bị tiêu diệt, ngồi đó mà giận hờn chứ làm gì? Nhưng mà thực tế là rồi tất cả chúng ta chết. Tại sao chúng ta phải chết? Tại sao chúng ta sẽ chết mà chúng ta lại phải chấp thủ vào nó nhiều như vậy? Thì thưa quý vị, đó là vô minh. Sự vô minh nó tạo ra chấp thủ. Chúng ta đã nói về hai cái trọng điểm. Thứ nhất là tất cả chúng ta đều phải chết. Và cái trọng điểm thứ hai của lời Phật dạy là cái thực tại đó, nếu khéo nhìn thì chúng ta sẽ thắp sáng được tuệ giác. Điều thứ ba đó là chúng ta phải có niềm tin ở sự giải thoát. Khi mà Đức Phật còn sống ở trong cung, Ngài có một suy nghĩ. Suy nghĩ này không giống bất cứ ai hết. Ngài nghĩ rằng, nếu có một cái bị chi phối bởi sanh già bệnh chết, thì chắc chắn phải có một cái không bị sanh già đau chết chi phối. Đó là ý nghĩ của Ngài. Và do vậy, Ngài đã bỏ lại sau lưng tất cả để lên đường. Bởi vì Ngài thấy rằng, cho dù Ngài làm vua, và là một vị vua rất tài năng, rất giỏi, có thể chinh phục cả mặt đất này, thì Ngài cũng lẫn quẩn trong sanh già đau chết thôi. Thật ra Ngài đi đến chọn con đường không bị già đau chết. Và Ngài đã thành tựu Phật quả ở dưới cội Bồ Đề. Thì thứ gì giờ? Một điều mà tất cả chúng ta thường không cảm nhận được là chúng ta ít khi cảm nhận cái giá trị của sự giải thoát, giá trị của sự giác ngộ. Giác ngộ giải thoát là hai cái chuẩn mực rất tốt để chúng ta nghĩ về cái cứu cánh. Giác ngộ là cái khả năng thấy rõ, thấy rất xác thực. Và giải thoát là để tâm không phương mang, không dính mắc nữa. Chúng ta khoan nói đến vô dương niết bàn, chúng ta khoan nói đến đời sau, chúng ta chỉ nói trong cái cuộc sống hiện tại này thôi. Nếu trong cuộc sống hiện tại này đó, tâm của chúng ta nhẹ nhàng hơn, tâm của chúng ta có khả năng buông xả hơn, tâm của chúng ta bớt bám víu hơn, tâm của chúng ta bớt cố chấp hơn, thì chúng ta hạnh phúc. Chúng ta thực sự hạnh phúc. Chúng tôi lại phải trở lại với một câu chuyện mà chúng tôi kể quý vị nghe mấy ngày qua. Quý vị đừng nói tại sao chúng tôi kể nhiều, nhưng mà tại vì nó liên hệ đến cái chuyện mà chúng tôi đang nói đây. Ở trong chùa trước kia có hai con chó, là con Metta và Karuna. Karuna bị xe đụng chết. Mà Metta nó một mình mà nó cũng cao tuổi rồi, nó mười mấy năm ở chùa. Và ở trong chùa thì ai cũng nói là mình có nhu cầu để có thêm chó mới. Tại vì Metta cũng bao lâu mà ở trong chùa cần chó. Đêm hôm đi ra đi vô có con chó thì nó thấy tốt hơn mình, nó nghe tốt hơn mình, nó biết được người lạ tốt hơn mình. Và ra kia rồi chúng tôi có nhận thêm hai con chó do cái chùa khác cho. Chó dễ thương. Nhưng mà khi đem hai chó về còn cái rất cực là con Metta nó không chấp nhận hai con chó mới. Quý biết chuyện đó rất bình thường lắm.
chứ tôi thấy nó giận ra mặt, nó ghen ghét ra mặt, nó ganh tị ra mặt, nó khó chịu ra mặt. Và khi mà nó bình thường thì nó rất là dễ thương, nhưng mà khi nó ghen ghét đố kỵ á thì cái mặt nó rất là xấu. Nhưng mà mình biết mình thương nó, tại vì sao vậy? Mình hiểu nó là bản chất là như vậy. Bây giờ một, hồi trước giờ nó một mình một chợ, bây giờ nó thấy có hai chó khác về và mình phải săn sóc cho hai chó này thì nó ghen ghét. Nhưng mà mình là một con người, mình nhìn thấy đất chùa rộng mênh mông, mình có đủ thức ăn thức uống cho cả ba con chó, và cái chỗ vui chơi, nếu ba con chó mà nó vui vẻ, nó hòa thuận, nó chơi nhau thì nó vui. Không, không có. Còn bê ta, nó nghĩ là nó là ma cũ, nó có quyền hiếp ma mới. Còn bê ta nó nghĩ rằng chỉ đang đi trong chùa sẽ chia cái tình thương với con chó khác được, là phải thương của mình nó thôi. Hồi trước khi không có hai chó về đó thì không có gì, bây giờ sáng bữa nào mở cửa ra nó nằm ngay trước, nó nằm ngay trước cửa phòng chúng tôi, nó chờ giống như đòi nợ vậy, chẳng có nợ gì hết, nhưng mà nó muốn nằm đó thì nó nhắc là nó hiện hữu trên cuộc đời này, là đừng quên đó. Nhưng chúng ta thấy tội nghiệp, tất cả đều do cái ý niệm cố chấp hết. Cái thân phận của con chó giống như chúng ta vậy. Thằng trên đem con người mà biết con chó thì nghe nó thảm quá. Chúng tôi nhớ ngày xưa có một nhà văn, nhà văn Nguyễn Vĩ đó, ông có một câu nói mà nghe nó rất là phũ phàng, đó là nhà văn ăn nam khổ như chó, đem con người kể con chó thì nó phổ quá. Nhưng mà thật sự phải nói như vậy, chúng ta là con người trong cái nhìn chung dung mà hiểu biết việc đó thì chúng ta thấy ồ, nếu ba con chó mà nó hòa hợp, nó xung vầy với nhau thì vui vẻ quá, sống vui, có người lớn có nhỏ, rồi đó đồ ăn đó, đến dù mênh mông đó đâu có thiếu gì đâu. Nhưng mà không, nếu có vậy, nếu được như vậy đâu có gì đâu nói. Ở đây là phải giành giật, phải ganh ghét đố kỵ, bị rầy bị la, thậm chí là con mấy ta có lúc đi cắn chó kia bị đòn nữa. Nhưng đó là như vậy, đó là như vậy đó. Như vậy là sao? Là phải biến cuộc đời này thành một bi kịch, phải chốt lấy những khổ đau, phải cay đắng. Tất cả những cái cay đắng khổ đau đó nó đều là do vô minh mà ra, không chịu thấy, không chịu nhả nè. Bởi vì khi Đức Phật dạy rằng biết thân như bọt nổi, mà thấy được thân như ảo ảnh, bụi ấy bẻ tên hoa, bực tâm mắt tự thật. Nó không đơn giản đâu thưa quý vị, là thật sự đời sống của chúng ta. Và phải nói rằng để con người có thể tỉnh thức, để chúng ta làm một cuộc chuyển hóa, làm một cuộc cách mạng thực sự của đời sống đó, thì nó phải cần một cái biến cố rất mạnh. Và một ở trong những cái biến cố mạnh có thể tác động được sự tỉnh thức của chúng ta, đó là cái chết. Cái chết của một người thân, cái chết của ai đó, hoặc giả là cái chết của chính mình. Nếu mỗi ngày mà chúng ta nhìn chính mình, rồi mình sẽ phải chết. Rồi mình sẽ phải chết. Tất cả chúng ta đều phải chết. Chúng tôi có những ngày đi bộ ra phía sau chùa, có một cái tỉnh thất, nơi đó là nơi mà ngày xưa Hòa Thượng Hồng Giác đã sống gần 10 năm, sống gần 9 năm thưa quý vị. Mà bây giờ thì chúng tôi giữ là nhà kỷ niệm. Đó cũng là cái tỉnh thất cũng tương đối là tốt nếu so với cái tiêu chuẩn sống ở Mỹ này. Tỉnh thất còn đó nhưng mà ngày không còn được. Ngày không còn được. Và chúng tôi tự biết rằng chúng tôi đứng đó trong ngôi chùa này, chúng tôi là trụ trì của chùa này từ lúc khai sơn cho đến bây giờ. Và rồi sẽ có một ngày nào đó có một vị sư hay một Phật tử đứng đâu đó nhìn ngôi chùa này, nói rằng Sĩ Giác Đẳng đã từng sống tại đây 30-40 năm rồi, bây giờ chúng ta ra đi không còn nữa. Điều đó chắc chắn. Chắc chắn. Không bao giờ có chuyện mà mình lột da sống đời mãi mãi mà mình làm trụ trì hoài hết mình những ngôi chùa không có. Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh là
chăn trâu với gậy lùa trâu. Dạ, tinh sương buổi sớm lùa trâu ra đồng. Tử thần á cũng như vậy, lùa chúng ta đi vào cõi chết. Quý vị nào mà nhìn thấy cái người lùa lùa vịt hay là lùa trâu lùa bò, cứ lùa một đàn đi, đi đến cái chỗ nguyên một bầy đi đến, thì tử thần lùa chúng ta đến chỗ chết. Chúng ta có con đường nào khác? Không sớm thì muộn, không chống thì chạy, tất cả chúng ta đều phải chết. Nhưng mà thay vì buồn, thay vì khổ, thì Đức Phật cho chúng ta một thông điệp rất quan trọng là hãy dùng cái sự trạng đó làm một cái thiền án, dùng cái sự trạng đó làm một cái chất liệu thắp sáng tuệ giác. Chúng ta có hai sự lựa chọn, hoặc giả là run sợ khi mà nói đến cái chết, hoặc giả là chúng ta quay mặt đi, không muốn nhìn thấy cái chết, hoặc giả là chúng ta làm như Đức Phật, đối diện với cái chết, thân mình như vậy đó, giống bọt nổi, giống ảo ảnh, giống đồ gốm, có đó, mất đó, mạnh khỏe đó, đau bệnh đó, sống đó, chết đó, thấy như vậy. Nếu mà có một cái gì đó mà giúp cho chúng ta được từ rất thực, rất thẳng, rất thành thật đó, thì đó là cái thái độ bớt đi chấp thủ. Đời sống chúng ta có nhiều chấp thủ lắm, thưa quý vị. Từ ở ngoài đời cho đến trong đạo, từ những cái chuyện to lớn, kinh bang tế thế cho những rất là tầm thường quan hệ giữa con người với con người, tất cả đều bị ràng rịch trong những cái rất là tầm thường, rất là tào lao, rất là nhỏ mọn, nó không có đáng hết. Tranh nhau từng lời ăn tiếng nói, tranh nhau từng từng chút để làm gì, để rồi tất cả đi vào cõi chết. Tất cả chúng ta đi cõi chết. Như hằng ngày chúng ta đi đứng ăn nói thì chúng ta xem như hình như cái chết nó không có hiện hữu, hình như cái ai chết đó chứ mình không có chết. Chúng ta phải tin vào Đức Phật, chúng ta phải tin vào lời dạy của Đức Phật, là nếu chúng ta dùng thực tại đó làm cái chất liệu thắp sáng tuệ giác, thì ở đó cuộc sống có ý nghĩa lắm. Giống như dùng hai cái phiến đá rất tầm thường, phiến đá lăn lóc đâu đó, phiến đá không ai màng đến, chúng ta đánh với nhau tạo ra lửa. Lửa nó đến từ sự ma sát với hai phiến đá, nó là hiện tượng kỳ diệu. Khi tâm của chúng ta đối diện với thực tại đó, và nếu chúng ta biết nhìn, biết thấy, nhìn đúng chỗ, đúng góc cạnh đó, thì nó tạo ra tự giác. Đó cũng là một hiện tượng kỳ diệu. Và Đức Phật này xác nhận với chúng ta hiện tượng có hiện tượng là từ trong bùn nhơ nước động thì hoa sen nở được, từ trong cái mặt đất tầm thường những loài hoa có thể nở được, từ trong chỗ đau khổ lòng bi mẫn có thể sanh khởi được, từ trong cái thực tại vô thường khổ não vô ngã đó tuệ giác phải sanh khởi được. Chúng ta phải tin điều đó. Nếu chúng ta không tin điều đó thì chúng ta đừng nói mình là con Phật. Nếu chúng ta không tin điều đó thì chúng ta đừng nói rằng mình thấy được giá trị của giáo pháp. Giáo pháp dạy cho chúng ta là phải đặt lại cái nhìn. Giáo pháp dạy cho chúng ta là biết khôn ra, thay vì ngồi đó mà khóc, ngồi đó mà buồn, ngồi đó mà lo sợ, ngồi đó mà mặc cảm mà sầu bi, thì chúng ta chịu khó nuốt cái đó vào trong lòng, chịu khó tiêu hóa nó, chịu khó làm thế nào dám một lần đối diện với nó để chúng ta khôn ra, hơn là suốt đời phải tránh né. Nên khi mà chúng ta đọc lại những cái lời dạy xa xưa của Đức Phật, những câu chuyện cổ xưa, thì chúng ta thấy lòng bận một vị chánh đẳng chánh giác, lẽ ra ngài có một cái đời sống hoàn toàn thoải mái an tịnh, nhưng ngài quan tâm đến tất cả những ai hữu duyên. Và chúng ta nói rằng một vị tỳ kheo này rất là hữu duyên, đi trên đường nhìn thấy những cảnh tượng rất là bình thường trong cuộc sống, nhưng mà rất là hữu duyên thay là Đức Phật ngài đã xuất hiện. Về này ngài đã nhắc vị tỳ kheo rằng hãy đem những hình ảnh đó liên tưởng đến cái thân của mình để tạo nên một công án, tạo nên một thiền án. Và từ cái công án thiền án đó, vị này thắp sáng được tuệ giác. Chúng ta không có cái may mắn của vị tỳ kheo là sanh ra thời Đức Phật còn tại thế như vị tỳ kheo đó, và đủ căn cơ để giác ngộ như vị tỳ kheo đó. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì bài học của chúng ta lập ra, chúng ta vẫn có thể tìm thấy được cái công thức, tìm thấy được cái thamapada, tìm thấy được những cái yếu quyết, và những yếu quyết này giúp cho chúng ta rất nhiều. Bởi vì
với một cái người tu Phật thì chúng ta không bao giờ sợ vô thường, chúng ta không bao giờ sợ sự thật, mà chúng ta xem sự thật, xem sự sanh diệt, xem sự vô thường, nó là những gì giúp cho mình bớt ngã mạn lại, giúp cho mình bớt cao ngạo lại, giúp cho mình bớt chấp thủ lại, giúp cho mình bớt đi cái sự đố kỵ ganh ghét lại, giúp cho mình bớt cái sự tranh giành lại. Tại vì tất cả những thứ đó đều là cái phó sản của tâm chấp ngã, đều là cái sản phẩm của vô minh và ái dục hết, không có gì hết, nó vậy thôi. Mà khi mà chúng ta tu tập ở trong cuộc đời này thì chúng ta nên tự nhắc là nếu mình có hiểu được lời Phật dạy thì ở đâu nó cũng là quyển sách hết, ở đâu cũng là một quyển kinh, và tất cả những hiện tượng đều dạy cho mình rất nhiều. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ ở gần sư trưởng, thường nghe sư trưởng nói câu là thế gian là đại học đường, hoàn cảnh khốn khó là trường dạy khôn. Chúng tôi không biết ai là cha của, nhưng mà cuộc sống đó là một cái trường đại học dạy chúng ta rất nhiều. Và Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng trong hơi thở ra vào, trong từng khoảnh khắc sanh diệt, trong từng những cái trạng huống của đời sống, hoặc vui hoặc buồn, thăng trầm vinh dục, chúng ta hãy nhìn lại tất cả những điều đó có thể là những gì khiến chúng ta não lòng, khiến chúng ta buồn bã. Nhưng mà nếu cái thực tế của đời sống khiến chúng ta buồn bã não lòng thì chúng ta nên tự nhắc mình rằng chúng ta vẫn chưa có áp dụng đủ lời Phật dạy. Tại vì sao vậy? Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng nên nhìn thực tại một cách nào đó để cho trí tuệ sanh khởi, chứ phải nhìn thực tại nào đó để cho chúng ta buồn rầu giận dữ. Vì vậy nếu ngày mai này, kể cả hôm nay nữa, nếu có một ai đó rất thương chúng ta mà phản bội mình, nếu có một ai đó rất thân với chúng ta mà họ vĩnh viễn ra đi, nếu có một ai đó mà mình kỳ vọng rất nhiều, bây giờ họ không như mình kỳ vọng, thì thay vì bực bội, thay vì thất vọng, thay vì chán nản, thay vì sầu khổ, thì thưa quý vị, chúng ta nên nhìn rất là đơn giản. Cuộc sống là như vậy, nó là vô thường là như vậy. Không có gì nằm yên một chỗ, không có cái gì mà hoàn hảo, không có cái gì mà phải như ý của mình muốn. Thật ra khi Đức Phật kể dạy rằng tất cả pháp hữu vi là vô thường, Ngài muốn nói rằng tất cả pháp hữu vi đều phải dịch chuyển, không đứng yên một chỗ. Khi nói tất cả pháp hữu vi đều khổ não đó, là bởi vì nó không đứng yên một chỗ, nên không có cái chỗ nào ở trong tam giới này mà nó là một cõi bình yên thật sự. Và là cõi bình yên thật sự là không có. Và nếu chúng ta nghĩ trong cuộc đời này mà mình làm chủ được cái nhà, làm chủ được cái xe, có chồng, có vợ, có con cái mà mình làm chủ, cái đó nó cũng là một sự nông nổi của mình. Tại thật ra, dù là chồng, dù là vợ, dù là con cái, dù là bạn bè, dù là đệ tử học trò, dù là ai đi nữa, dù chúng ta có giấy chủ quyền đi nữa, thì chúng ta thực sự không làm cái gì hết. Cái thân mình thì không làm chủ, là chủ cái gì? Chúng ta đâu có giấy chủ quyền nào về thân của mình đâu, mà mình vẫn nghĩ là của mình. Nhưng mà rồi thân này nó nay bệnh mai đau, mình đâu làm chủ được đâu, và khi nó chết không làm chủ được đâu. Chúng tôi nhớ rằng khi mà ngày hội giác tịch, đó là năm 2012, ngày tịch vào ngày 5 tháng 12 2012, trước đó gần 3 tháng thì Ngài không khỏe, nhưng mà Ngài đi sang Florida để gặp Bác Thảo. Bác Thảo là một trong những Phật tử sáng lập được chùa Phật Pháp, là một người rất có đạo tâm và rất là đáng quý, một đời lo cho ngôi Tam Bảo. Và lúc đó Bác Thảo bị ung thư,
Ngài ngồi trên chiếc xe lăn, tại lúc đó ngài ngài đi lại khó khăn, ngài ngồi xe lăn. Bác Thảo ngồi trên giường bệnh, một người 84 tuổi, một người 80 tuổi, và cả hai người đều kề cận cái chết hết. Cả hai người đều kề cận cái chết hết. Bởi vì thật ra ngài mất rồi, Bác Thảo cũng mất không lâu sau đó, thì cũng mất trong năm 2012. Một bên là một vị lão tăng, một vị trưởng lão, một bên là một vị cư sĩ lão thành. Cả hai vị đều thương nhau, đều quý nhau, và cả hai người đều đều có những cái vì nhau. Nếu ngài Hậu Giác ngài không vì thương Bác Thảo, ngài đã không bỏ, thì giờ mà khi ngài bệnh ngài qua St. Petersburg đi gặp một người Phật tử như vậy khi người đã sắp mất, thì ngài mới nói: Thảo ơi, Đức Phật dạy là mình đâu có muốn thân mình đau, nó đau, mình đâu muốn thân mình nó chết đâu, mà nó cũng chết vô thường. Nhưng mà điều quan trọng đó là mình có nhận ra nó hay không, điều quan trọng mình có chấp thụ nó hay không. Thật ra nếu những lời nói đó mà nói ở trong một cái hoàn cảnh khác, thì chúng ta sẽ nghe lời giảng pháp bình thường thôi. Nhưng mà cái lời đó được nói ở trong một bệnh viện, ở trong một căn phòng cho bệnh nhân, và nói từ một vị trưởng lão đang ngồi trên xe lăn sắp ra đi, và một người cư sĩ lão thành cũng bị ung thư và cũng sắp ra đi, và cả hai vị đều rất là bình tĩnh, rất là thanh thản. Ngài hòa thượng ngài nói một cách rất là chậm rãi, và Bác Thảo chắp tay lên dạ. Chúng thấy nó đẹp quá, và bây giờ chúng tôi vẫn giữ điều đó, thưa quý vị. Chúng tôi vẫn giữ trong cái iPhone của mình. Có những lúc thì chúng tôi nghĩ là nên post lên ở đâu đó, nhưng mà sau cùng chúng tôi nghĩ thôi, vì cái sự tôn trọng nào đó với Bác Thảo cũng như ngài, nhưng một ngày nào đó chúng tôi sẽ có thể chúng tôi sẽ cho cái đó lên public. Nhưng mà chúng tôi thấy hình ảnh rất đẹp, có thể người khác thấy rất bình thường, một người già nói chuyện người già, người bệnh nói chuyện người bệnh, nhưng mà quả thực thưa quý vị, có sự khác biệt rất lớn khi mà chúng ta già rồi, khi mà chúng ta bệnh rồi, khi sắp đối diện cái chết rồi, nhưng mà vẫn quý về cái đạo tâm về đức hạnh của nhau, vẫn quý là vì cả hai đều chia sẻ cái giá trị đó, lời dạy Đức Phật, cả hai đều có thể cảm nhận sâu sắc giá trị của lời dạy Đức Phật nói về vô thường, điều đó đẹp, và điều đó cho chúng ta thấy giá trị của giáo pháp. Thì thưa quý vị, chúng ta đã nói về ba cái điểm liên quan đến bài kinh mà Hòa Thượng Thầy Siêu giảng hôm nay. Chúng ta chỉ mới nói thêm một cái ý, mà ý đó Đức Phật ngài có dạy là bẻ cái mũi tên hoa của thần chết. Tên hoa ở đây thật là cái mũi tên, mà cái đầu cũng giống như cái hoa, tại vì nó là cái nụ nhọn, thưa quý vị, nụ nhọn để xuyên. Và cái mũi tên thì nó cần có cái đầu, để cái đầu đó nó làm cho cái đường bắn của mũi tên được ổn định. Thành ra cái mũi tên luôn luôn có cái đầu và cái đuôi. Cái đuôi thì điều chỉnh cái hướng gió, và cái đầu là để cho nó được thăng bằng. Và Đức Phật dạy rằng cái chết đó là một cái mũi tên xuyên phá, mũi tên gây chúng ta rất nhiều đau khổ. Mũi tên nó tạo bao nhiêu cái sự kinh hoàng cho những người sắp chết. Mũi tên nó tạo bao nhiêu nước mắt cho thân nhân trước anh ly tử biệt. Và trong giờ phút mà chúng ta nhìn người thân sắp ra đi, hoặc chúng ta kề cận với cái chết, thì chúng ta phải hỏi rằng cái mũi tên của thần chết đó chúng ta có bẻ được hay không? Mũi tên của thần chết thật sự chúng ta có tránh được hay không? Mà nếu chúng ta không tránh được thì chúng ta làm gì? Thì càng đọc vào trong kinh điển của Phật Pháp đó, thì chúng ta càng tin
vào một điểm là tự trong sâu thẳm của mỗi chúng sinh có một khả tính giác ngộ giải thoát. Cái khả tính đó là tuệ giác. Cái khả tính đó nó giống như lửa mà được tạo nên bởi đá hay là những loại gỗ cứng mà ma sát với nhau. Trước đó không có. Lửa không có nằm sẵn trong đá. Lửa không có nằm sẵn trong gỗ. Nhưng mà nếu chúng ta dùng hai phiến gỗ để cọ sát hay là hai phiến đá chạm nhau thì tạo ra lửa. Đó là một hiện tượng vật lý. Thì trên phương diện tâm lý cũng vậy. Nếu chúng ta chịu khó mở rộng tầm mắt, chịu khó nhìn một cách cởi mở, thì thưa quý vị, sự chạm trán với thực tại nó không hoàn toàn đau khổ như người ta nghĩ, mà nó có thể là một cơ hội cho sự giác ngộ. Nó có thể là một cái cơ duyên để chúng ta thấy được những điều trước khi chúng ta không từng thấy. Nhưng một điều lợi lạc rất lớn cho những người thường tâm niệm về sự chết là được khiến chúng ta có khả năng buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả những chấp thủ, buông xả những cái hận thù, buông xả bằng những cái sự bám víu mà vốn rất khó trong đời sống này, rất khó trong đời sống. Và khi mình cảm nhận như vậy đó, thì chúng ta sẽ nhớ đến bài kệ này, hay là chúng ta nhớ những câu kệ mà Đức Phật dạy: ai sống 100 năm không thấy được pháp sanh diệt, không bằng sống 1 ngày thấy được pháp sanh diệt. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong cái phần sau. Hôm nay chúng ta không có phần thảo luận, tại vì dường như là không có chia tăng các vị giảng sư khác vào trong lớp học. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình chùa sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có lớp Tăng Pháp Phổ Thông và chúng tôi sẽ là vị giảng sư. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Nhạc. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng công đông. Chúng con kính tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi giảng phần sau của bài học ngày hôm nay để chúng con nghe, hiểu và có thể hành theo, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Sa thú lành.